Trời trời, cái bầy nhỏ nhỏ li ti giống con tôm đang bơi ngổn ngang là con gì vậy ta? Không biết có nguy hiểm cho tôm không? Nghe nói ao tôm nào có những con này thì khả năng nuôi chúng cao lắm. Quay trở lại chủ đề chính của bài hôm nay nào. Xin chào bà con, em là tôm. Bà con nuôi tôm vậy đố bà con, tôm tụi em thích ăn gì nhất? Chắc chắn không phải là thức ăn công nghiệp nha. Thức ăn công nghiệp giống như hamburger, giống như gà rán vậy. Ăn một lần thì thấy ngon nhưng mà ăn hoài là ngán lắm. Giờ bà con quan sát kỹ chỗ cái miệng của em, xem em đang ăn gì nha. Cái con màu trắng trắng, thân trong trong là con gì? Là con ruốc nha bà con. Quan sát kỹ lại lần nữa xem em nói có sai không nè. Túm lại, ruốc là một món khoái khẩu của họ nhà tôm tụi em nha bà con. Thử làm một thí nghiệm nho nhỏ để xem có phải một mình em thích ăn ruốc hay cả dòng họ nhà tôm tụi em ai cũng thích ăn. Thí nghiệm đơn giản là buộc một em ruốc thơm thơm vào một thân gỗ và kết quả là bù đồng như kiến. Như vậy thì không cần phải bàn cãi nữa, cả họ nhà em đều thích ăn ruốc vì nó là thức ăn tự nhiên và là động vật thân mềm nằm trong chuỗi thức ăn tự nhiên của loài tôm. Và đó cũng chính là cân bằng sinh thái tự nhiên, những điều diệu kỳ mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Người nuôi tôm thường kể nhau rằng cứ ao tôm nào vớt lên trong nước có con ruốc thì ao đó khả năng nuôi thành công cao. Thăm ao chú hai lúa một buổi chiều đẹp trời, màu nước ao chú đẹp quá, thử lấy vợt vớt lên, rồi bỏ vào ly, quan sát. À, đây là những con ruốc, thấy ruốc không bà con? Vậy, ao này chắc chắn nuôi chúng rồi, chúc mừng chú hai lúa. Môi trường ao nuôi của chú đã đạt trạng thái cân bằng, ổn định. Khi môi trường sinh thái ao nuôi đạt trạng thái cân bằng, hệ vi sinh vật trong ao đa dạng và phong phú là điều kiện thuận lợi để những loài động vật thân mềm như ruốc, cà rêu, bo bo phát triển và đó là chỉ báo cho thấy ao tôm đó thành công hay thất bại. Sản phẩm Powerclean OneAD là giải pháp tuyệt vời hữu hiệu giúp người nuôi tôm phục hồi sự cân bằng môi trường sinh thái tự nhiên với chi phí tiết kiệm nhất.